Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai 26 tháng 6 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Sudan. Các đợt giao tranh vẫn tiếp diễn cho nên viện trợ nhân đạo bị đình trệ tại quốc gia này. Các nhân chứng cho hay pháo binh và oanh tạc cơ cũng như các vụ đấu súng rung chuyển thủ đô Khartoum, trong khi Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng giết người bừa bãi tại Darfur. Trong khi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn thì những cố gắng cứu trợ đã bị đình trệ sau hơn 2 tháng xung đột bùng phát. Người dân tại đây cho hay toàn bộ các gia đình phải trú ẩn tại chỗ, họ bị cạn kiệt nguồn cung cấp lương thực trong thời tiết mùa hè nắng nóng. Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng gần 1.500.000 người đã phải rời khỏi thủ đô Khartoum kể từ khi bạo lực nổ ra vào giữa tháng 4 năm nay. Toàn bộ các quận hạt của Khartoum không còn nước để sinh hoạt và những người ở lại thành phố này đã không có điện kể từ ngày 22 tháng 6. Cuộc chiến giành quyền lực giữa vị chỉ huy quân đội quốc gia là Abdel Fattah al-Burhan và cấp phó cũ của ông là chỉ huy trưởng lực lượng trợ giúp nhanh bán quân sự ASF là ông Mohamed Hamdan Dagalo đã khiến cho hơn 2.000 người bị thiệt mạng. Bạo lực đẫm máu nổ ra tại Darfur là một khu vực rộng lớn phía Tây giáp biên giới với Cộng hòa Chad, nơi mà Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về những tội ác chống lại loài người có thể xảy ra, đồng thời cho biết rằng cuộc xung đột này đã mang chiều hướng sắc tộc. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết thêm, con số kỷ lục 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số của Sudan, đang cần tới viện trợ và bảo vệ. Hàng viện trợ đến nay đã tới tay ít nhất là 2 triệu 800 ngàn người, thế nhưng các cơ quan nhân đạo thông báo rằng những trở ngại lớn đối với công việc của họ, từ thị thực cho các nhà nhân đạo nước ngoài cho tới việc bảo đảm hành lang an toàn cho hoạt động này. Hòa Lan đóng cửa vĩnh viễn mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. Chính phủ Hòa Lan cho biết các giếng dầu tại mỏ Groningen ở miền Bắc nước này sẽ vẫn hoạt động thêm một năm nữa trong trường hợp mùa đông lạnh giá và thiếu khí đốt, nhưng sau đó sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Mỏ Groningen hoạt động từ năm 1965, nhưng việc khai thác mỏ này đã vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương trong hơn 20 năm qua do hoạt động khoan thăm dò đã liên tục gây ra các hoạt động địa chấn. Quốc vụ khanh phụ trách khai mỏ của Hòa Lan, ông Hans Wilbrecht, nhận định việc đóng cửa mỏ Groningen là quyết định được đưa ra vào thời điểm quan trọng sau nhiều thập niên khai thác khí đốt. Cách đây 5 năm, Hòa Lan lần đầu tiên tuyên bố sẽ đóng cửa mỏ Groningen chậm nhất vào năm 2030 do các hoạt động địa chấn trong khu vực xảy ra ngày càng nghiêm trọng, làm hư hại nhà cửa và gây lo ngại trong cộng đồng người địa phương. Mặc dù việc khai thác khí đốt tại mỏ này gần như đã giảm trong vài năm qua, nhưng chính phủ Hòa Lan vẫn duy trì hoạt động của địa điểm này để ứng phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Tin liên quan tới nước Nga, Điện Kremlin cho biết như sau, thỏa thuận với ông Prigozhin là tránh đổ máu và tránh các cuộc đối đầu nội bộ. Các cáo buộc kích động nổi loạn có vũ trang đối với ông Prigozhin là chủ của tập đoàn lính đánh thuê Wagner sẽ bị hủy bỏ và đoàn quân tham gia cùng ông ta trong cuộc nổi dậy cũng sẽ không bị truy tố. Phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov tuyên bố, ngoài ra, các tay súng của tập đoàn Wagner không tham gia vào cuộc nổi loạn hồi cuối tuần qua sẽ được ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Nga là ông Putin trước đó đã thề là ông ta sẽ trừng trị những người nào đứng phía sau vụ nổi dậy này. Ông Putin gọi cuộc nổi loạn đó là phản bội và phản quốc. Quyết định để cho ông Prigozhin và đoàn tùy tùng của ông được tự do ra đi, theo ông Peskov, là mục tiêu cao nhất của ông Putin nhằm tránh đổ máu và tránh đối đầu nội bộ mà kết quả là không thể tiên đoán trước được. Thủ đô Moscow của Nga đã giữ vững phòng thủ trong tình thế chuẩn bị đối đầu với lực lượng lính đánh thuê Wagner. Người ta có thể nhìn thấy các trạm kiểm soát với những chiếc xe cơ giới được trang bị vũ khí và quân lính ở các khu vực phía nam của thành phố này. Quảng trường đỏ bị phong tỏa và thị trưởng của Moscow kêu gọi các tài xế hãy tránh xa một số tuyến đường.
Sau khi thỏa thuận được thông qua thì ông Prigozhin tuyên bố, trong khi lính của tập đoàn Wagner chỉ còn cách Moscow khoảng 200 cây số, ông ta đã quyết định rút lui để tránh làm đổ máu nước Nga và đã ra lệnh cho đoàn quân của ông lui trở về căn cứ nằm trên phần đất của Ukraine. Ông Prigozhin từng đòi hỏi cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga, đó là ông Sergei Shoigu, người mà ông Prigozhin chỉ trích liên tục về cách thức tiến hành cuộc chiến tại Ukraine. Ngày thứ Sáu tuần trước, thì ông Prigozhin đã kết tội các lực lượng do ông Shoigu chỉ huy vì họ đã tấn công các căn cứ của lính đánh thuê Wagner và giết chết một số lượng lớn các binh sĩ của Wagner. Cựu Ngoại trưởng Nga nói ông Putin và thủ lĩnh Wagner chỉ là du đảng đánh nhau. Hai ông này đều cùng hội với nhau, đúng hơn là cùng băng đảng. Ông Andriy Kirozhev, Ngoại trưởng Nga thời Tổng thống Boris Yeltsin những năm 1990 nói với CNN rằng họ là hai kẻ du đảng đánh nhau giành miếng bánh, mà miếng bánh đang ngày càng mỏng dần vì cuộc chiến, vì lệnh cấm vận. Ông Kirozhev gọi ông Putin là bố già của cả băng đảng và cho rằng nhà lãnh đạo Nga này là người tạo ra thủ lĩnh Wagner. Ông ta có lẽ là bố già của cả băng đảng. Quý vị biết đó, ông Prigozhin là sinh vật của ông ta. Ông ta tạo ra ông Prigozhin. Hôm thứ Sáu, ông Prigozhin cùng lính Wagner bắt đầu kéo về Moscow giữa lúc ông kêu gọi nổi loạn để chống lại giới lãnh đạo quân sự Nga, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, ông Prigozhin ra lệnh quân của ông quay đầu sau khi có tin Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus giúp làm trung gian cho thỏa thuận giữa Wagner với chính phủ Nga nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn. Theo thỏa thuận, ông Prigozhin sẽ sang Belarus và ông cũng như lính của ông sẽ không bị truy tố. Chính phủ Nga loan báo. Đất nước Ukraine cần phải có tới 411 tỷ Mỹ Kim để tái thiết và nước Nga bị thâm hụt ngân sách 74 tỷ Mỹ Kim. Các con số mới nhất cho thấy nền kinh tế của Ukraine bị xuống dốc nhanh chóng vì chiến tranh và hạ tầng cơ sở bị tàn phá nghiêm trọng. Không chỉ tổng sản phẩm quốc nội GDP bị giảm đi gần 30% trong năm 2022, mà mức lạm phát ở Ukraine cũng rất cao, lên tới 26.6% vào cuối năm ngoái. Đồng thời, tỷ lệ nghèo khó tăng từ 5.5 lên 24.2% trong năm qua. Thế nhưng, nền kinh tế của Nga cũng bị thiệt hại nặng nề vì cuộc chiến và vì lệnh cấm vận, với viễn cảnh bội thu từ nguồn dầu khí bị giảm đi trong năm nay so với năm ngoái. Tại hội nghị về phục hồi và tái thiết Ukraine, tức là Ukraine Recovery and Reconstruction tại London, Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã làm rõ sự tàn phá của chiến tranh do Nga đem quân xâm lược Ukraine hồi năm ngoái. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky trích dẫn các con số như sau. Sự tàn phá trực tiếp với nhà cửa, hạ tầng cơ sở là quá 135 tỷ Mỹ Kim chỉ trong các khu vực bị nặng nhất. Đó là gia cư bị thiệt hại tới 37%, giao thông vận tải 26%, năng lượng 8%, thương mại và công nghiệp 8% và ngành nông nghiệp bị tổn hại 6%. Bà Kristalina Georgieva, giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế hồi tháng 3 năm nay nêu ra dự báo cấm vận đánh vào kinh tế của nước Nga, tạo hiệu ứng khủng khiếp. Quỹ tiền tệ quốc tế cho là nền kinh tế của nước Nga bị sụt giảm ít nhất là 7% và mức thâm hụt ngân sách của Nga dễ dàng vọt lên con số 6.000 tỷ rúp, tức là vào khoảng 74 tỷ Mỹ Kim trong năm nay, khi mà lĩnh vực xuất cảng của Nga sẽ còn tiếp tục giảm đi. CEO Airbus nói máy bay không kịp làm ra để bán. Giám đốc điều hành tập đoàn Airbus Guillaume Faury nhận định, nhu cầu máy bay của ngành hàng không sẽ tiếp tục vượt qua khả năng cung cấp của những nhà sản xuất trong thời gian tới. Ông Faury đưa ra phát biểu trên khi những nhà sản xuất máy bay nhận được hàng loạt đơn hàng từ các hãng hàng không trong thời gian gần đây. Nổi bật nhất chính là thỏa thuận bán 500 chiếc máy bay thương mại của Airbus cho hãng hàng không Indigo của Ấn Độ vào hôm đầu tuần. Kể từ đầu tuần này, các hãng hàng không và doanh nghiệp cho thuê đã đặt mua tổng cộng 1.429 chiếc máy bay từ hai tập đoàn Boeing và Airbus, bao gồm cả những hợp đồng được công bố trong tuần này. Con số trên lớn hơn mức 1.377 máy bay được đặt mua trong cả năm 2019. Tuy nhiên, bất chấp nhu cầu lớn của ngành hàng không, các nhà sản xuất máy bay đang gặp khó khăn trong việc tăng công suất do thiếu hụt nguồn cung các bộ phận thiết yếu như động cơ, chip cũng như nhân công. Cả hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Airbus và Boeing đều có danh sách đơn hàng tồn đọng lớn. Chúng tôi sản xuất không kịp máy bay để đáp ứng nhu cầu.
Một đơn hàng mua máy bay ở thời điểm hiện tại có nghĩa bạn sẽ được xếp vào danh sách chờ do khả năng sản xuất và nguồn cung của chúng tôi có giới hạn. Vị giám đốc điều hành của Airbus phát biểu trong văn phòng tạm thời của hãng tại một sân bay nhỏ ở phía đông bắc thủ đô Paris. Airbus đang đặt mục tiêu sản xuất 75 chiếc A320 mỗi tháng vào năm 2026 sau khi buộc phải cắt giảm sản lượng về mức 40 chiếc mỗi tháng trong thời gian diễn ra đại dịch. Tin liên quan tới bệnh tiểu đường trên toàn thế giới, sẽ có tới hơn 1 tỷ 300 triệu người bị mắc bệnh tiểu đường vào năm 2050. Liên Hiệp Quốc dự báo rằng số người bị bệnh tiểu đường sẽ gia tăng gấp đôi từ 529 triệu hiện nay lên tới 1 tỷ 300 triệu người vào năm 2050. Tổ chức này cũng dự báo vào năm 2050, dân số trên thế giới sẽ vào khoảng 9 tỷ 800 triệu người. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc dựa trên một nghiên cứu của các nhà khoa học vừa được công bố trên tạp chí Lancet và Lancet Diabetes and Endocrinology, thì không có quốc gia nào giảm được tỷ lệ nhiễm bệnh tiểu đường trong 30 năm tới. Và theo các chuyên gia thì đây là dữ liệu đáng báo động. Bệnh tiểu đường đang vượt qua hầu hết các bệnh tật khác trên toàn cầu và là mối đe dọa với hệ thống y tế. Theo cuộc nghiên cứu, tiểu đường loại 2 do lối sống chiếm tỷ lệ lớn, bệnh nhân có khả năng hồi phục nếu được xác định và điều trị sớm hơn. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng chỉ ra rằng tỷ lệ các trường hợp bị bệnh đang gia tăng trên toàn thế giới, phần lớn là do số người bị béo phì sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn. Tình trạng phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng về địa lý đã làm gia tăng số người bị nhiễm bệnh và tử vong vì bệnh tiểu đường trên khắp thế giới. Những người từ cộng đồng yếu thế ít được tiếp cận với các loại thuốc men cần thiết như là insulin hoặc là thuốc kiểm soát lượng đường huyết. Đại dịch COVID-19 được cho là cũng làm nổi rõ sự bất bệnh bình đẳng trên toàn cầu. Những người bị mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nặng hơn, rồi tử vong cao gấp đôi so với người khác, đặc biệt là ở những nhóm dân tộc thiểu số. Các điều kiện hạ tầng cơ sở nơi họ sinh sống và làm việc có tác động tiêu cực sâu rộng, xuyên thế hệ là yếu tố khiến cho tỷ lệ những người mắc bệnh tiểu đường tăng lên. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.